Đây là vườn rau xà lách. Và cải chua của chú anh ạ, anh Nam đang làm. À dạ. Xuất phát từ cái ý tưởng mà đam mê với ngành nông nghiệp thì cũng từ sự đam mê đó thì cũng nhân nó từ lâu rồi, nhưng mà sau khi cái công tác đội điểm đồng thừa lần 3 thì cũng tích tụ và cũng một được một ít cái diện tích, thì sau đó thì kêu gọi thêm anh em nên là có vốn để thành lập hợp tác xã và đầu tư vào cái hệ thống xây dựng cái hệ thống nhà lưới. Thì xuất phát từ cái đam mê nông nghiệp thì mà sản xuất theo cái truyền thống thì cái hiệu quả nó không cao, thì mới đầu tư vào cái hệ thống nhà màng nhà lưới này sản xuất thì nó sẽ hiệu quả, nó sẽ đạt gấp từ 3 đến 5 lần nếu mà mình chăm sóc và quản lý tốt. Thì hiện nay cái tổng diện tích thì đã hợp tác xã chúng tôi thì đã tích góp được 3 hecta, trong đó thì có 1,5 hecta là các hộ tác xã, 1,5 hecta thì đang thuê thầu lại của các hộ dân để làm cho canh tác. Thì bên cạnh đó thì cái từ cái hiệu quả như là sản xuất trong nhà màng nhà lưới so với cái sản xuất truyền thống thì hiện nay thì cái bình quân thu nhập thì hàng năm thì nó cũng đạt từ là 300 đến 400 triệu trong một năm.